Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hòa Ma Chủ. Lúc này Băng Nhung, đại thế tử của Băng Tuyết Thành đã có mặt ở lò rèn nơi Phượng Nữ đang ở. Phượng Nữ cũng phát hiện ra có người tới đây. Khí tức này không phải là của Niệm Băng nên nàng đã nhanh chân trốn ở một góc xem đó là ai. Băng Nhung nấp ở ngoài cửa, thấy ở trong nhà không có ai thì tiến vào. Vừa vào được vài ba bước thì Phượng Nữ đã giương kiếm vào cổ. Nàng ta muốn biết vì sao đối phương có thể vào được bên trong. Nàng ta vừa dứt lời thì Băng Nhung xuất ra một lớp sương mù thoát khỏi mũi kiếm của Phượng Nữ. Băng Nhung nói tới đây là để tìm một người, vậy nhưng nàng vẫn kiên quyết phủ nhận. Ở lò rèn này không có người để đối phương tìm kiếm. Thầy nói chuyện bằng lời không được nên hai người liền muốn giải quyết bằng cách đụng tay đụng chân. Tại yến hội lúc này, Niệm Băng và Tuyết Tĩnh đang dắt tay nhau tới trước mặt người mà nàng ta thích. Tên của hắn là Yến Phong. Tuyết Tĩnh giới thiệu với gã ta rằng Niệm Băng là bạn trai của mình, còn khoe khoang nam chính không chỉ rất đẹp trai mà còn là một ma pháp sư cao cấp. Yến Phong nghe vậy liền tiến tới bắt tay với Niệm Băng và nói rằng mình rất có hiếu kỳ với ma pháp sư. Khi nghe gã nói rằng mình không có gì để nói với Tuyết Tĩnh cả, đến cả danh phận bạn bè cũng không, thì Niệm Băng đã hiểu ra rằng tên này không hề có một chút tình cảm gì với nàng ta cả. Một hồi sau, Tuyết Tĩnh rời đi tìm Linh Nhi, còn Niệm Băng ở lại nói chuyện với Yến Phong nhằm thăm dò thêm, xem gã có tình ý gì với Tuyết Tĩnh hay không. Linh Nhi và sư cừu tay trong tay xuất hiện một cách lộng lẫy tại yến tiệc. Rất nhanh, mọi sự chú ý được đổ dồn về phía Hảo Bá Tước. Ông ta xuất hiện ở giữa đại sảnh phát biểu hoan nghênh tất cả khách quý đã tới dự sinh nhật tuổi 18 của con gái ông. Mọi người cứ hết mình ăn chơi nhảy múa cho thỏa thích. Yến Phong cho biết Hào Bá Tước chính là tổng trưởng tài chính. Dưới sự điều hành của ông ấy thì tiền thuế Băng Tuyết Thành sao nộp lên đế quốc mỗi năm tuyệt đối không ít hơn Băng Nguyệt Thành. Bên cạnh đó, ông ta có thể xử lý mọi chuyện tài vụ đâu ra đấy hoàn toàn là nhờ có cô con gái của mình. Trong ba đại mỹ nữ của Băng Tuyết Thành, chi nữ nhỏ tuổi nhất chính là người đứng đầu, lần lượt là chi nữ Lạc Nhu, ma nữ Long Linh, điền nữ Tuyết Tĩnh. Khi bọn họ ở cùng nhau thì đến cả thành chủ cũng phải nhường ba phần. Thì ra nếu không phải vì đại bá của Tuyết Tĩnh là Thiết Huyết Đại Soái thì sao có thể dung túng cho nàng ta huynh hoang càn quấy như vậy. Yến Phong không chỉ không có ý với nàng ta mà ấn tượng cũng rất tệ. Lúc này ba đại mỹ nữ của Băng Tuyết Thành đều cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh khiến ai nấy cũng đều trầm trồ. Nhạc đã nổi lên, một chiếc bánh kem 5 tầng khổng lồ được đưa lên. Lạc Nhu đứng ra phát biểu, ở đây quan khách đông đúc, sức khỏe của mình không được tốt. Hy vọng có thể mời một vị tiên sinh lên chia bánh kem giúp nàng, thì nàng sẽ bằng lòng cùng vị tiên sinh tốt bụng này khiêu vũ. Sau khi nghe Lạc Nhu phát biểu xong, Niệm Băng liền hiểu ra nữ tử này không hề muốn khiêu vũ với người khác. Bánh kem lớn như vậy, người bình thường cắt xong cũng tốn không ít thời gian. Chỉ cần lấy người cắt bánh sinh nhật ra làm lý do, thì Lạc Nhu có thể khéo léo từ chối lời mời khiêu vũ của người khác. Thấy lập luận của Niệm Băng rất sắc bén. Yến Phong liền hỏi thầm, gã muốn biết sau khi cắt xong chiếc bánh kem thì sẽ như thế nào. Nam chính thẳng thắn nói, đến lúc đó thì vũ hội cũng đã kết thúc rồi. Nàng ta chỉ cần nói không khỏe lắm thì có thể từ chối được. Phía dưới sảnh, rất nhiều người muốn lên cắt bánh kem. Yến Phong thấy thú vị nên tiến lên. Lạc Nhu cứ tưởng gã ta sẽ lên cắt bánh, vậy như không. Gã cho biết sẽ có người giúp nàng cắt bánh mà không phải mình. Dứt lời liền chỉ tay về phía Niệm Băng. Niệm Băng lập tức hiểu ra ý đồ của tên này chính là đang muốn thăm dò mình. Nghe Lạc Nhu gọi gã ta là điện hạ, nam chính liền biết được lai lịch của Yến Phong không đơn giản. Nếu mà từ chối thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn, cho nên đành nhận lời. Cùng lúc đó, Phượng Nữ vẫn đang quyết chiến với Băng Nhung. Băng Nhung xuất ra Hàn Băng Tỏa liền tấn công Phượng Nữ liên tục, khiến nàng ta rất tức giận. Nàng lao tới phá tan lớp băng phòng thủ đẩy lui Băng Nhung. Băng Nhung thế vậy cũng hòa hoãn một chút. Cô ta cho biết mình không muốn đấu ma pháp với nàng, chỉ cần nói ra tung tích của Niệm Băng thì lập tức sẽ rời đi. Phượng Nữ từ chối, điều này làm cho Băng Nhung tức giận. Cô lao lên không trung rồi xuất ra ma pháp mạnh nhất của mình, tạo ra một cơn mưa băng tấn công Phượng Nữ. Thay đổi phương cố chấp, Phượng Nữ buộc phải hỏi cho ra nhẽ, tại sao đám người đại tế tư lại tới truy sát tiểu tử đó. Nàng lao lên trên, rồi ngưng tụ ra một con phượng hoàng lửa, trực tiếp lao tới va chạm với chiêu thức của Băng Nhung. Đang quyết đấu hăng say thì đột nhiên Băng Lỗ xuất hiện ngăn cản. Không nhìn thấy Niệm Băng ở đây nên hắn yêu cầu Băng Nhung nhanh chóng rời đi. Phượng Nữ thấy vậy liền lao tới định tấn công, vậy nhưng bị Băng Lỗ khống chế lại. Không thể đứng yên chịu thua, nàng ta tiếp tục tấn công. Tên kia cũng triệu hồi băng thuật đẩy lùi Phượng Nữ bay ra xa. Sau đó cho biết bọn họ chỉ phụng mệnh của Băng Tuyết Nữ Thần đi tìm kiếm đồ vật thuộc về mình mà thôi. Tại yến tiệc, Niệm Băng cắt ra một miếng bánh đưa cho Lạc Nhu rồi buông lời thả thính. Miếng bánh này coi như là lễ vật mà hắn tặng cho Lạc Nhu. Sau khi nàng nếm thử xong thì tự nhiên sẽ biết được đây là miếng bánh kem đặc biệt duy nhất ngày hôm nay.
Lạc Nhu cũng nếm thử, vừa cắn một miếng liền cảm thấy cả cơ thể bỗng nhiên mát lạnh. Mùi vị ngọt ngấy vốn có biến thành thanh ngọt, giống như đứng giữa nước suối trong ngọn núi vậy. Khiến người ta cảm nhận được sư vị vô tận, mơ lạnh vào miệng liền tan chảy như là mùa xuân. Vô thành vô thức thấm nhuần khắp nơi, quả thực là rất ngon. Nàng ta rối rít cảm ơn Niệm Bằng và nhờ hắn cắt bánh chia cho mọi người. Nam chính cầm đao liên tục xuất đao công. Chỉ trong vài giây, cái bánh đã được cắt xong và chia đều ra từng đĩa khiến cho mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Hắn chỉ cần dùng một chút kỹ xảo đã có thể chia đều 100 miếng bánh cho tất cả mọi người mà không cần phải tốn rất nhiều thời gian. Bị Niệm Bằng nhìn thấu ý đồ của mình mà ở đây lại đông người khó có thể từ chối nên Lạc Nhu đã đồng ý khiêu vũ cùng với hắn. Trong lúc khiêu vũ, Niệm Bằng tò mò hỏi nàng ta rằng tại sao lại gọi Yến Phong là Điện Hạ. Lạc Nhu cho biết Yến Phong chính là thất hoàng tử Điện Hạ. Nghe vậy, nam chính cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mà Tuyết Tĩnh lại cố chấp thích Yến Phong tới như vậy. Chỉ e rằng trong mắt của nàng, người có thân phận như gã mới xứng được với mình. Hai người khiêu vũ chìm đắm theo điệu nhạc, Lạc Nhu cũng thắc mắc. Hắn rõ ràng là bạn trai của Tuyết Tĩnh, vậy tại sao lại chia bánh thay cho nàng, còn khiêu vũ cùng với mình, không sợ Tuyết Tĩnh tức giận hay sao? Có vẻ như nàng ta đã biết Tuyết Tĩnh để cho Niệm Bằng xà mạo, làm bạn trai của mình. Khi hai người kết thúc khiêu vũ thì vũ hội chính thức bắt đầu. Ai ai cũng có đôi có cặp để khiêu vũ, còn Tuyết Tĩnh thì không. Nàng thấy Yến Phong đứng một mình nên tiến lại. Gã ta thẳng thắn từ chối và cho biết mình không muốn khiêu vũ và càng sẽ không khiêu vũ cùng nữ nhân vừa mới sỉ nhục bằng hữu của mình. Điều này làm cho Tuyết Tĩnh vô cùng khó xử. Một lúc sau, ba đại mỹ nữ tụ tập lại với nhau. Lạc Nhu muốn Tuyết Tĩnh giới thiệu Niệm Bằng với Sư Cửu và Linh Nhi. Vậy nhưng Sư Cửu cho biết mình và Linh Nhi đã quen biết với Niệm Bằng từ lâu. Không ngờ lại gặp được nhau ở yến hội này. Đang nói chuyện vui vẻ thì Linh Nhi cảm thấy bộ đồ mà Niệm Bằng mặc có chút quen mắt. Đúng lúc hắn không biết giải thích như thế nào thì Tuyết Tĩnh chen ngang. Nàng cho biết bộ quần áo và ma pháp trượng trong tay hắn là mượn của Linh Nhi. Nghe vậy, Linh Nhi càng kinh ngạc, không ngờ rằng người chặt cùi mà Tuyết Tĩnh hay kể với mình lại chính là Niệm Bằng. Thấy không thể xấu được nữa, sẵn có đầy đủ mọi người ở đây nên hắn đành phải ba mặt một lời nói cho rõ. Niệm Bằng giải thích rằng mình quả thực là người chặt cùi ở Thanh Phong Trai. Chưa kịp nói xong thì đã bị Tuyết Tĩnh tức giận đòi đuổi ra ngoài. Lạc Nhu thế phải liền ngăn lại. Niệm Bằng bây giờ là khách của nàng, mỗi người đều có tự tôn nên hy vọng Tuyết Tĩnh nói chuyện có chừng mừng một chút. Bị nam chính làm cho bẽ mặt nên Tuyết Tĩnh càng tức giận hơn, còn lên tiếng cảnh cáo, đừng tưởng bám được vào Yến Phong thì nàng sẽ không dám làm gì hắn nữa. Không phải cứ mặc quần áo ma pháp thì cho rằng mình là ma pháp sư, hắn phải nhớ rõ thân phận của chính mình. Thấy Tuyết Tĩnh đã đi qua giới hạn nên Linh Nhi cũng ngăn cản, mâu thuẫn của hai người thì để lúc khác giải quyết, vậy nhưng hôm nay là sinh nhật của mình nên nàng không muốn có cãi vã ở đây. Hơn nữa, Niệm Bằng chính là đại ma pháp sư của công hội. Nghe được điều này, Tuyết Tĩnh và Lạc Nhu đều giật mình kinh ngạc. Linh Nhi lại cho biết Niệm Bằng là người mới gia nhập công hội mà nàng đã từng kể cho Tuyết Tĩnh. Lạc Nhu vui vẻ tiến lên nói chuyện nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Thật không ngờ rằng phần bánh kem ban nãy mình ăn lại do đại ma pháp sư Hẹn Bằng cắt xa, chẳng trách mùi vị lại thơm ngon như vậy. Khi biết được sự thật thì Tuyết Tĩnh cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đã bỏ đi. Một lúc sau, Yên Phong tiến lại muốn mời Niệm Bằng sau khi yến hội kết thúc đến phủ của gã ngồi trò chuyện. Tuy nhiên Linh Nhi đã tiến lại xin phép đưa Niệm Bằng rời đi. Hai người ra một góc đứng nói chuyện. Hắn giải thích mối quan hệ giữa mình và Tuyết Tĩnh chỉ đơn giản là chủ tớ. Ngày hôm nay là nàng ta nhờ hắn đóng ra làm bạn trai tới sự yến hội. Sau khi bị ba đại mỹ nữ của băng Nguyệt Thành biết được thân phận của mình thì Niệm Bằng lại bắt đầu lo lắng, e rằng không thể ở Thanh Phong Trai được nữa. Pháo hoa sáng rực khắp trời cũng là lúc bế mạc yến hội. Lạc Nhu gặp Niệm Bằng để nói chuyện. Nàng ta không ngờ rằng lại bị hắn nhìn ra ý đồ mượn lý do chia bánh để tránh né lời mời khiêu vũ. Hôm nay coi như Niệm Bằng thắng, vậy nhưng cũng không vì thế mà vĩnh viễn thắng được. Đợi sau khi nàng biết được tất cả chuyện của hắn thì sẽ khiến hắn thua một cách tâm phục khẩu phục. Nàng ta muốn đánh cuộc, nếu như mình thắng thì Niệm Bằng phải đồng ý với nàng một điều kiện. Ngược lại Lạc Nhu cũng đồng ý với hắn một điều kiện, bất kể là điều kiện gì cũng được. Biết được rằng không thể từ chối nên Niệm Bằng đã đồng ý. Thì ra điều mà nàng ta muốn cá cược là trong một tháng này tra ra nghề nghiệp thực sự của Niệm Bằng. Có thể khiến công hội ma pháp sư và Thanh Phong Trai đều hướng vào hắn, thì nhất định hắn không chỉ là một ma pháp sư đơn giản như vậy. Hai người nói chuyện xong thì Niệm Bằng lập tức rời đi, xem ra Lạc Nhu còn khó đối phó hơn cả Tuyết Tĩnh. Lúc này, Tuyết Tĩnh đã thay y phục ngồi trên xe ngựa trở về nhà. Đang trên đường về thì nhìn thấy Niệm Bằng nên lập tức đuổi theo tấn công. Cả hai lao vào nhau quyết đấu ma pháp với nhau.
Tuyết Tĩnh vừa tung chiều, trên miệng vừa không ngừng chửi rủa Niệm Bằng là kẻ ăn cây táo, giao cây sùng. Niệm Bằng không muốn đánh nhau, hắn sợ sẽ khiến cho Tuyết Tĩnh bị thương nên kiềm chế thực lực. Và nhưng càng như vậy thì đối phương càng được đà lấn tới. Không thể nhịn được nữa nên nam chính đã tạo ra một cơn lốc băng cuốn Tuyết Tĩnh lên không trung. Hắn đang tính dừng tay lại thì Tuyết Tĩnh xuất đấu khí thoát ra khỏi băng lốc rồi vung kiếm tấn công ngược lại. Ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào người Niệm Bằng thì Yến Phong đã xuất hiện ngăn cản. Gã chỉ trích Tuyết Tĩnh có phát điên thì cũng nên có giới hạn. Vừa bị Yến Phong mắng chửi, vừa bị mất mặt ở yến hội, lại cộng thêm việc Niệm Bằng giấu chuyện mình là ma pháp sư. Lúc ở yến hội lại cùng Lạc Nhu khiêu vũ khiến bản thân mình bị bỏ rơi ở một chỗ. Tuyết Tĩnh vô cùng uất ức, khóc không nói nên lời. Nàng đang định dương kiếm đâm cho Niệm Bằng một nhát thì bị Yến Phong kề sau vào cổ uy hiếp. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không khách khí. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào!